Làm thế nào để nâng cao chất lượng cuộc sống và sức khỏe cho người dân ở những địa phương còn nghèo tại Việt Nam luôn là trăn trở của người đàn ông này. Frank Coppers đến Việt Nam từ năm 2007 với cương vị là trưởng đại diện văn phòng Hội Chữ Thập Đỏ Đức. Trong 5 năm qua, Frank đã cùng các cộng sự của mình triển khai 13 dự án nhân đạo tại các vùng miền dễ bị tổn thương. Trong đó, tập trung vào các mục tiêu như nâng cao sức khỏe cộng đồng, giảm nhẹ tác động của thiên tai. Tôi đã từng làm việc ở rất nhiều quốc gia, nhưng điều mà tôi ấn tượng là sự tham gia, ủng hộ tích cực của người dân Việt Nam đối với các dự án. Ở các nước khác thì người dân không thực sự tham gia nhiệt tình, chúng tôi thậm chí còn phải làm giúp họ. Việt Nam thì ngược lại. Ví dụ như khi chúng tôi hỗ trợ xây dựng các công trình nhỏ, thì người dân có thể tham gia đóng góp những vật liệu xây dựng. Họ còn đưa ra những ý tưởng riêng của họ. Sau 5 năm, Việt Nam từ một đất nước xa lạ đã trở nên gắn bó với Frank. Sự tham gia, ủng hộ tích cực của người dân càng khiến cho người đàn ông Đức này quyết tâm mang đến sự thay đổi cho những vùng quê nghèo. Đó là giúp cho người dân có cơ hội tiếp cận nguồn nước sạch hay được trang bị những kỹ năng cần thiết để ứng phó với thảm họa thiên tai. Với từng dự án, Frank đều trực tiếp tham gia, đều đến tận cơ sở để tự mình thấy được người dân đang cần gì, đang mong muốn gì. Khi làm việc trong những vùng sâu, vùng xa, tôi thực sự bất ngờ khi người dân ở đó có thể sống trong điều kiện vô cùng hạn chế. Để có nước sinh hoạt, họ phải đi rất xa, thậm chí là hàng chục km. Tôi cũng đã chứng kiến sức tàn phá ghê gớm của thiên tai và những gì người dân phải hứng chịu ở đất nước các bạn. Tôi mong muốn rằng tôi và các đồng nghiệp có thể làm được điều gì đó để cải thiện cuộc sống của họ. Mình thì mình cảm thấy rất là may mắn khi mình có một người sếp như là anh Frank. Trong vòng hơn 5 năm làm việc với anh ấy thì mình cũng giữa mình với anh ấy cũng có những cái rất là gắn bó trong công việc. Những cái ấn tượng là ví dụ anh là người không quản ngại khó khăn khi đi xuống những vùng sâu vùng xa, gặp gỡ bà con mà rất là thân thiện ở những cái nơi đó. Rồi về chuyên môn kỹ thuật mình cũng học được rất là nhiều. Mới đây, Frank Coppers đã được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp Chữ Thập Đỏ Việt Nam, ghi nhận những đóng góp của ông trong suốt thời gian qua. Cuối tháng 12 năm nay, Frank sẽ kết thúc thời gian làm việc 5 năm của mình tại Việt Nam. Tuy nhiên, đối với người đàn ông này, 5 năm dường như là quá ngắn ngủi. Ông vẫn muốn gắn bó lâu dài hơn nữa, vẫn muốn làm được nhiều việc hơn nữa cho những người dân nghèo trên dải đất hình chữ S.